Theo nguồn tin quân sự Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng các chiến thuật không thường thấy để tấn công các lực lượng nước này tại Avdiivka. Dù tin Mỹ và Đức đang bí mật buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga, đồng thời nói rằng Washington và Berlin đang hạn chế cung cấp vũ khí với hy vọng Kiev sẽ nhận ra họ không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận 10 công dân đầu tiên của nước này bị lực lượng Hamas bắt cóc kể từ khi nổ ra xung đột tại dải Gaza hôm 7 tháng 10 đã được trả tự do sau khi Israel và Hamas thực thi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ lo ngại về số phận của người đứng đầu bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, ông Mohammed Abu Shamia, bị lực lượng Israel giam giữ với cáo buộc ông đã để cho lực lượng Hamas sử dụng cơ sở này. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang hết sức căng thẳng khi mới đây, theo nguồn tin quân sự Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng các chiến thuật không thường thấy để tấn công các lực lượng nước này tại Avdiivka. Trang tin Avia.pro ngày 24 tháng 11 đưa tin, các lực lượng Nga đang tiếp tục hoạt động tấn công mạnh mẽ tại thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đã tiến vào sâu vào trong Avdiivka từ phía Yasinovataya, dọc theo hành lang Yasinovatsky và làng Niva. Theo nguồn tin quân sự Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng các phương thức tấn công bất thường. Một trong số các phương thức này là đào đường hầm ăn sâu vào cứ điểm của Ukraine, sau đó kích nổ một quả bom nặng 500 kg. Vụ nổ lớn sẽ khiến quân đội Ukraine mất khả năng chống cự, tạo điều kiện cho lực lượng Nga nhanh chóng chiếm giữ các công sự. Truyền thông phương Tây lưu ý về quân đội Nga sử dụng những chiến thuật đặc biệt, trong đó có việc xây dựng đường hầm phía dưới công sự của Ukraine để tiến hành một vụ nổ hoặc vụ tấn công bất ngờ sẽ gây ra nhiều thách thức đối với Ukraine. Một số chuyên gia quân sự cho rằng các hoạt động của Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka có thể diễn ra nhanh hơn so với hoạt động kiểm soát Bakhmut mà Moscow đã thực hiện hồi đầu năm. Trong khi đó, tình hình của các đơn vị Ukraine đang xấu đi nhanh chóng. Kiev không chỉ thiếu hụt đạn dược mà còn thiếu nhân sự, đặc biệt là những binh sĩ được đào tạo tốt, giàu kinh nghiệm. Cũng trong ngày 24 tháng 11, The Washington Post đưa tin, các cơ quan an ninh của Ukraine đã nghe lén nhiều cuộc bàn bạc giữa Nga và Trung Quốc vào tháng 10. Nội dung cuộc bàn bạc là xây dựng đường hầm xuyên eo biển Kursk nối bán đảo Crimea và Nga do cầu Kursk hiện có dễ bị tấn công. Cầu nối eo biển Kursk đang là tuyến đường quan trọng đối với các lực lượng Nga và là tuyến đường bộ kết hợp đường sắt duy nhất kết nối Nga với Crimea. Bán đảo đã sáp nhập về Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Song thời gian gần đây, Ukraine liên tục tấn công cơ sở hạ tầng này, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 10 năm 2022 và gần nhất là tháng 7 năm 2023, gây hư hại nghiêm trọng. Về ý tưởng xây đường hầm mới, theo báo Washington Post, thì Nga dường như muốn xây dựng một tuyến đường ngầm để phòng nguy cơ bị tấn công từ Ukraine. Song báo Newsweek dẫn lời một số chuyên gia trong ngành quân sự Anh cho rằng ý tưởng này không phù hợp. Trung tướng Anh đã về hưu Ben Hodge đánh giá, nếu xây dựng đường hầm ngầm thì sẽ đối mặt nguy cơ dễ tổn thương từ trong quá trình xây dựng đến sau khi hoàn thành. Ông cho rằng sẽ không dễ để Nga thực hiện hóa ý tưởng này. Lý giải, ông Hodge cho biết, có rất nhiều thách thức về kỹ thuật liên quan tới ý tưởng xây đường hầm. Đáy biển Azov không phải là nơi lý tưởng để xây dựng vì hoạt động địa chấn tại đây. Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra 3 mục tiêu trên trường quốc tế mà nước này đang nỗ lực hướng tới để đối phó với Nga trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài 21 tháng qua. Theo ông Zelensky, 3 mục tiêu chính mà Ukraine cần đạt được là sự phê duyệt các gói viện trợ lớn từ Quốc hội Mỹ và Liên minh châu EU, cùng việc bắt đầu chính thức các cuộc đàm phán để Kiev gia nhập EU. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo tại Kiev hôm 24 tháng 11, chúng ta cần 3 chiến thắng. Thứ nhất là chiến thắng với Quốc hội Mỹ. Đó là một thách thức, nó không dễ dàng như Ukraine đang làm mọi thứ.
Hồi tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị tách khỏi luật chi tiêu tạm thời được ban hành hồi tuần trước. Một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã phản đối viện trợ thêm cho Ukraine khi cho rằng tiền thuế của người dân Mỹ nên được chi tiêu cho các vấn đề trong nước. Song đa số thành viên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ vẫn ủng hộ viện trợ thêm cho Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, mục tiêu thứ hai của Ukraine là gói viện trợ 50 tỷ euro từ EU vẫn chưa được thông qua do bị Hungary phản đối. Mục tiêu thứ ba là Ukraine hy vọng tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14 đến 15 tháng 12, các thành viên EU sẽ đồng thuận để chính thức khởi động quá trình đàm phán lâu dài liên quan tới việc Kiev gia nhập khối. Hơn 20 tháng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, sự mệt mỏi đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa phương Tây và Kiev. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang phụ thuộc lớn vào các khoản hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo từ các nước đồng minh. Mới đây, tờ Bild của Đức đưa tin, nước này và Mỹ đang bí mật nhắm mục tiêu buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga, đồng thời nói rằng Washington và Berlin đang hạn chế cung cấp vũ khí với hy vọng Kiev sẽ nhận ra họ không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Bài báo trên được đăng tải giữa bối cảnh một số hãng truyền thông khác cũng đưa tin một số nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang nghiêng về đàm phán hòa bình, bất chấp việc ông Zelensky công khai loại bỏ khả năng này. Các quan chức cấp cao Ukraine gần đây thừa nhận cuộc phản công mùa hè với thành quả hạn chế của Kiev đã làm suy giảm sự sẵn sàng hỗ trợ ở một số quốc gia. Tờ Bild dẫn các nguồn tin giấu tên giải thích, Đức đang tìm cách đảm bảo Ukraine sẽ ở trong vị thế đàm phán tốt về mặt chiến lược trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga. Theo bài báo, Mỹ cũng có chung hướng tiếp cận này. Tuy nhiên, không quốc gia nào công khai thúc đẩy Ukraine đàm phán. Thay vào đó, Washington và Berlin đang sử dụng vị trí của mình với tư cách là những nước cung cấp vũ khí lớn nhất để gây ảnh hưởng. Kế hoạch này, theo tờ Bild, sẽ cung cấp cho Ukraine đủ vũ khí để duy trì tiền tuyến hiện tại, nhưng không đủ để tạo nên đột phá đáng kể. Một nguồn tin chính phủ cho rằng điều này có thể khiến Tổng thống Zelensky nhận ra Ukraine không thể giành ưu thế về quân sự và cần đàm phán hòa bình với Nga. Bill cũng cho rằng các nước phương Tây đã có kế hoạch B trong trường hợp xung đột đóng băng mà không có thỏa thuận hòa bình chính thức giữa Moscow và Kiev. Bình luận về điều này, văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phủ nhận việc đang tiến hành kế hoạch như vậy và khẳng định Berlin sẽ ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News ngày 21 tháng 11, Tổng thống Zelensky thừa nhận việc cuộc phản công mùa hè không thể giành lại đáng kể lãnh thổ đã gửi đi một tín hiệu không tốt đến các nước phương Tây. Một ngày trước đó, ông Alexei Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã bày tỏ mối lo ngại về việc ngày càng nhiều cuộc thảo luận giữa các nước đối tác của Ukraine về việc yêu cầu đàm phán với Nga và khả năng của một lệnh ngừng bắn. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 25 tháng 11, Bộ Ngoại giao Thái Lan chính thức xác nhận 10 công dân đầu tiên của nước này bị lực lượng Hamas bắt cóc kể từ khi nổ ra xung đột tại dải Gaza hôm 7 tháng 10 đã được trả tự do sau khi Israel và Hamas thực thi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, 10 công dân gồm 9 nam và 1 nữ được trả tự do vào rạng sáng ngày 25 tháng 11 theo tờ Bangkok, Thái Lan và đang được kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe tại một bệnh viện ở Israel. Nhân viên Đại sứ quán Thái Lan tại Israel đã gặp gỡ, xác minh danh tính và công bố trên các phương tiện truyền thông ở Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thông báo tình hình cho người thân của số công dân này, đồng thời đang xúc tiến các thủ tục để sớm đưa số công dân này trở về nước. Thủ tướng Srettha Thavisin và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Panri Bahida Nukara đã gửi lời chúc mừng tới nhóm công dân đầu tiên được trả tự do, bày tỏ cảm ơn chính phủ các nước Ả Rập, Iran, Israel và Hội chữ thập đỏ quốc tế đã hỗ trợ đàm phán với phía Hamas. Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để số công dân còn lại của nước này đang bị lực lượng Hamas bắt cóc sẽ sớm được trả tự do. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, Thái Lan nằm trong số các quốc gia ghi nhận thương vong nhiều nhất với 39 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Số liệu cập nhật vào sáng ngày 25 tháng 11 cho thấy hiện vẫn còn tới 20 công dân Thái Lan đang bị Hamas bắt cóc.
Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã bắt đầu có hiệu lực và Israel và Hamas đã trả tự do cho nhóm con tin đầu tiên. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn bày tỏ lo ngại về số phận của người đứng đầu bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, ông Mohammad Abu Shamia, bị lực lượng Israel giam giữ với cáo buộc ông đã để cho lực lượng Hamas sử dụng cơ sở này. Ông Mohammad Abu Shamia đã bị bắt ngày 22 tháng 11 cùng với 5 nhân viên y tế khác khi đang tham gia sứ mệnh sơ tán bệnh nhân do Liên Hợp Quốc triển khai. WHO cho biết, 3 nhân viên y tế của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine và 3 nhân viên của Sở Y tế Gaza đã bị bắt giữ. Tuyên bố cho biết thêm rằng, kể từ đó, 2 trong số 6 người đã được thả. Nhưng chúng tôi không có thông tin về tình trạng sức khỏe của 4 nhân viên y tế còn lại, bao gồm cả Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa. WHO kêu gọi bảo vệ các quyền hợp pháp và con người trong thời gian họ bị giam giữ. Người phát ngôn quân đội Israel, ông Doron Spenman cho biết, Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa đang bị thẩm vấn. Hồi tuần trước, quân đội Israel đã đột kích vào bệnh viện, cáo buộc rằng các chiến binh Hamas đã sử dụng một khu phức hợp đường hầm bên dưới cơ sở này để tổ chức các cuộc tấn công Israel. Hamas cũng như các quan chức Bệnh viện Al-Shifa đều đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc trên. Những quan ngại trên được đưa ra trong bối cảnh, rạng sáng ngày 25 tháng 11, theo giờ Việt Nam, Qatar và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC xác nhận Hamas đã thả 24 người, trong đó có một số phụ nữ và trẻ em, đánh dấu nhóm con tin đầu tiên được trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Hamas và Israel. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka kéo dài khiến đời sống của những người dân nghèo vốn khó khăn lại càng thêm cực khổ. Người dân nơi đây dường như không thể chống chọi với cái đói nghèo, bởi nếu còn tiếp tục trông chờ thì gia đình của họ sẽ chết khô vì đói. Chính bởi vậy, 20.000 người lao động Sri Lanka dự định sang Israel làm việc bắt đầu từ đầu tháng tới, mặc cho xung đột đang diễn ra căng thẳng nhất. Lana Diaz, một nhà quản lý tại siêu thị cho biết, cuộc khủng hoảng kinh tế ở quê nhà Sri Lanka là quá sức chịu đựng đối với bản thân. Ông chuẩn bị bay tới Israel vào tháng 12, làm cho một nông trại với mức lương gần gấp 10 lần, bất chấp cuộc chiến tranh giữa nước này với các tay súng Hamas. Theo tiết lộ của một bộ trưởng Sri Lanka, Diaz nằm trong số 20.000 lao động mà Sri Lanka, quốc gia đang khao khát đô la Mỹ và kiều hối, dự định gửi sang Israel để làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng. Các nông trại của Israel, phần lớn nằm ở miền Trung và miền Nam đất nước, từ xưa đến nay luôn dựa vào hàng nghìn người lao động Thái Lan và Palestine để thu hoạch mùa màng. Tuy nhiên, nhiều lao động Thái Lan đã trốn khỏi Israel sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, trong khi phần lớn người Palestine bị cấm tham gia lao động, đẩy các nông trại vào tình huống thiếu nhân lực trầm trọng. Ông Diaz cho biết, mức lương 72.000 rupee một tháng, tương đương 219 đô la Mỹ, không đủ nuôi sống gia đình 5 người vì chi phí sinh hoạt cao. Ông Diaz hy vọng đến Israel làm việc, ông sẽ kiếm được khoảng 700.000 rupee một tháng và làm việc trong 5 năm. Manusa Nayakara, Bộ trưởng Lao động và Việc làm nước ngoài Sri Lanka cho biết, họ đã nhận được hơn 10.000 đơn xin làm việc tại các trang trại của Israel. Chúng tôi cũng đang xem xét việc cử thêm 10.000 người lao động nữa cho lĩnh vực xây dựng trong thời gian tới, Bộ trưởng Manusa cho hay. Theo dữ liệu thống kê của Israel, các cuộc tấn công của các tay súng Hamas đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 con tin bị bắt giữ. Theo các cơ quan y tế Palestine, kể từ đó hơn 14.000 người Gaza đã thiệt mạng vì các cuộc pháo kích của Israel. Theo Ngân hàng Thế giới, năm ngoái, Sri Lanka, một quốc đảo có 22 triệu dân, chứng kiến nền kinh tế suy giảm 7,8% trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước trong hơn 7 thập kỷ, đẩy 2,5 triệu người vào cảnh nghèo đói. Số lượng người di cư đã tăng mạnh kể từ cuộc khủng hoảng, với 312.000 người rời đi vào năm 2022 và 268.000 trong năm nay. Họ đã đến các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Anh, Canada và New Zealand. Trong gần 7 tuần, Israel tấn công liên tục vào dải Gaza, nhưng sáng 24 tháng 11 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khan Yunis ở phía nam Gaza yên nắng không còn tiếng súng. Một câu chuyện nan giải xảy ra với người dân Gaza vào lúc này khi họ không biết sẽ phải đi đâu về đâu, bởi đi cũng không được mà ở cũng không xong. Bà Hayat Al-Muama, 50 tuổi, nằm trong số những người Palestine nhanh chóng tận dụng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas để quay trở về nhà. Cuộc sống của người dân Gaza đã đảo lộn hoàn toàn kể từ khi lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Phía Israel cho biết khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin trong vụ việc này.
Trong khi đó, lực lượng Hamas thông báo rằng các đợt ném bom đáp trả kéo dài nhiều tuần của Israel đã giết chết gần 15.000 người tại Gaza. Khoảng 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1,7 triệu trong số 2,4 triệu người ở Gaza đã phải di rời và hơn một nửa số nhà cửa tại dải đất này bị hư hại hoặc phá hủy. Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực từ 7 giờ ngày 24 tháng 11. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas đã thả nhóm con tin đầu tiên trong ngày 24 tháng 11 và đổi lại hàng viện trợ sẽ được đưa vào Gaza. Vô số nam giới, phụ nữ và trẻ em đã đi bộ, di chuyển bằng xe bò hoặc xe túc túc với một ít đồ đạc mà họ mang theo. Phần lớn Gaza đã bị san phẳng và người dân Palestine nơi đây phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu. Hãng tin thông tấn AP của Mỹ đưa tin, Israel đã thả truyền đơn xuống miền nam Gaza, cảnh báo hàng trăm nghìn người Palestine đang sơ tán, không được quay trở lại phía Bắc. Truyền đơn có nội dung, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, cấm trở về phương Bắc, rất nguy hiểm. Mặc dù vậy, anh Gadi Salamat vẫn đang cân nhắc việc quay trở lại. Anh nói, chúng tôi hy vọng có thể quay trở lại thành phố Gaza, ngay cả khi phải dựng một chiếc lều trong đống đổ nát. Tuy nhiên, một người Palestine khác, ông Abu Qasai, lại không có ý định quay trở lại. Ông lý giải, đó là một thị trấn ma, khi chúng tôi rời đi, chẳng có gì ngoài đống đổ nát. Tại sao tôi lại trở về, để nhìn ngôi nhà bị phá hủy của mình, để thấy thi thể của những người anh em họ đã chết của tôi, để chịu cái lạnh ngoài trời. Ông Ra'is Gaker đang tị nạn ở Rafah, hy vọng cam kết tăng cường viện trợ sẽ thành hiện thực. Ông nói, chúng tôi cần lệnh ngừng bắn này để chữa trị cho những người bị thương, để mọi người có thể hồi phục một chút, bởi vì những người di tản từ phía Bắc đang phải trải qua một thảm kịch không tả xiết. Ông nói thêm, chúng tôi mong rằng đây là bước đầu tiên hướng tới lệnh ngừng bắn cuối cùng. Cuối chương trình sẽ là thông tin quan trọng liên quan đến kinh tế. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ông Triệu đã từ chức Tổng Giám đốc CEO và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Đây là một phần của thỏa thuận dàn xếp theo sau cuộc điều tra do chính phủ Mỹ thực hiện những năm qua đối với sàn giao dịch tiền điện tử, còn thường được gọi là tiền ảo lớn nhất thế giới. Binance được ông Triệu thành lập ở Thượng Hải, Trung Quốc trước khi chuyển trụ sở đến Tokyo, Nhật Bản và kế đó là Manta. Trong khi công ty mẹ được đặt ở quần đảo Cayman, lãnh thổ hải ngoại của Anh, Binance cho biết không có trụ sở chính và từ chối tiết lộ nơi đặt sàn giao dịch chính là Binance.com. Sàn giao dịch cung cấp các giao dịch, giao ngay và phái sinh, cũng như chuỗi dịch vụ từ NFT, token không thể thay thế, đến các khoản vay và quản lý tiền điện tử. Theo thông tin từ Binance.com, sàn giao dịch có khoảng 120 triệu người sử dụng. Trong tháng 11, trên X, tên cũ của Twitter, ông Triệu tiết lộ Binance có hơn 7.400 nhân viên trên toàn cầu. Cho đến gần đây, Binance.com là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nếu xét theo khối lượng giao dịch. Trong năm ngoái, Binance cho hay mỗi ngày xử lý khoảng 65 tỷ đô la Mỹ giá trị giao dịch tiền điện tử. Số liệu của Crypto Compare ghi nhận sàn Binance thống trị thị trường giao dịch tiền ảo khi chiếm gần 60% thị phần trên toàn cầu. Đứng thứ hai là sàn giao dịch OKX, trụ sở ở Seychelles với hơn 5,44% và sàn Coinbase của Mỹ xếp thứ ba với 5,37% theo trang Coindesk. Dù quy mô khổng lồ, tài chính của Binance lại không rõ ràng. Do là công ty tư nhân, Binance không tiết lộ những thông tin tài chính cơ bản như doanh thu, lợi nhuận và dự trữ tiền mặt. Công ty cũng không gọi vốn bên ngoài từ năm 2018, đồng nghĩa kể từ thời điểm đó, Binance đã không chia sẻ thông tin tài chính với các nhà đầu tư bên ngoài. Kết quả phân tích của hãng tin Reuters dựa trên hồ sơ kinh doanh của Binance hồi năm ngoái cho thấy công chúng hầu như chẳng nắm nhiều thông tin về hoạt động của sàn giao dịch Binance.com, ngoài trừ những chi tiết do chính công ty này cung cấp. Reuters năm ngoái đưa tin, Binance đã bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra ít nhất từ năm 2018. Đến đầu tháng 12 năm 2020, các công tố viên liên bang yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ ghi chép nội bộ về các nỗ lực thực hiện quy định chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn, cùng với các trao đổi có liên quan đến nhà sáng lập họ Triệu. Đầu tháng 3 năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC nộp đơn kiện dân sự đối với Binance với lý do không thực thi chương trình chống rửa tiền theo luật định, có nghĩa là không phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động cung cấp tài chính cho hoạt động khủng bố. Chẳng hạn, CFTC cho hay vào tháng 2 năm 2019, phía lãnh đạo Binance đã nhận được thông tin về các giao dịch của lực lượng Hamas ở Trung Đông. Đến ngày 21 tháng 11 theo giờ Mỹ, tại Tòa án Liên bang ở thành phố Seattle, bang Washington, ông Triệu thừa nhận đã không duy trì cơ chế chống rửa tiền hiệu quả.
Bản thân nhà sáng lập phải nộp phạt tổng cộng 200 triệu đô la Mỹ và rời khỏi ghế CEO. Về phần mình, Binance nộp phạt 4,3 tỷ đô la Mỹ và phải trải qua 5 năm bị giám sát và thực thi đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ. Một trong những thỏa thuận là Binance phải rời khỏi thị trường Mỹ. Đến đây, chương trình xin được phép kết thúc. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times, cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số, sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu thích Việt Times, đừng quên ấn like và subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.